Tình 22 tuổi đẹp bốc lửa, ở tuổi 53, Romario đang là thành viên của thượng viện Brazil, ông vừa công khai hẹn hò với nữ sinh 22 tuổi Ana Carolina Nazario trên trang Instagram cá nhân với 21.000 lượt người theo dõi. Ana Carolina thừa nhận cô đã có mối quan hệ tình cảm với Romario từ hồi tháng 5, đăng bức ảnh chụp cùng cựu chân suốt tuyển Brazil trên một chiếc du thuyền. Ana Carolina ghi kèm dòng chú thích tình yêu không có thứ gì trong cuộc sống này xảy ra tình cờ, luôn có một động lực, một lý do tại sao người đó đến với tôi và dạy cách yêu đường. Chỉ duy nhất bản thân cảm nhận được những gì anh ấy dành cho mình. Sự pha trộn giữa tình yêu, niềm tự hào và khao khát cháy bỏng. Được biết Anna Caroline hiện đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Florianopolis, thuộc bang Santa Catarina miền Nam Brazil. Cô gái sở hữu thân hình gợi cảm, với số đo ba vòng ấn tượng. Đặc biệt những bức ảnh mà Anna Caroline đăng trên Instagram cá nhân nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Về phần Romario, sau khi giải nghệ ông theo đuổi sự nghiệp chính trị, Trước truyền thông tiền đạo đã ghi hơn 1.000 bàn thắng ngày thổ lộ mình có niềm đam mê với những phụ nữ đẹp. Romario còn khoe từng ngủ với ba cô gái trong cùng một ngày.